one of the laws, there are consequences. Tại vì là thầy Tony Wilson đã giải thích rằng nếu như những cái quy luật này không được đảm bảo và một trong năm luật bị phá vỡ thì nó sẽ có những cái hậu quả để lại cho cái bài vẽ may mắn của mình. And the consequences are simple. The mind map is not as effective. Nghe hậu quả nghe nó ghê gớm các anh chị ha, nhưng mà thật ra nó không có ghê gớm tới mức như vậy, mà nó chỉ làm cho cái sơ đồ tư duy của mình sẽ không có phát huy được hết những cái hiệu quả thực sự mà sơ đồ tư duy sẽ mang lại cho chúng ta. The five laws of mind mapping are not difficult to learn. Và tin vui đó chính là năm luật sơ đồ tư duy này nó không hề quá khó để các anh chị phải ghi nhớ đâu ạ. So let's have a look at what they are. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rằng những cái quy luật này là cái gì nha. I will summarize them and then look at each one in detail. Và đầu tiên là thầy sẽ tóm tắt rằng là sẽ có 5 quy luật sơ đồ tư duy và sau đó thầy sẽ đi chi tiết từng cái ạ. The first law is branches. Quy luật đầu tiên mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu sẽ sớm thôi đó chính là về cắt nhánh. Các anh chị gõ giúp em nha. Số 1, cắt nhánh. Think of the branches of a tree. Và chúng ta có thể tương liên tưởng cắt nhánh này nó giống như là những cái nhánh cây vậy đó các anh chị. The second law are words. Và quy luật số 2 đó chính là về từ ngữ hoặc là từ khóa đó. Thì các anh chị gõ giúp em nha. Số 2, từ khóa. We put our words on top of our branches. Từ khóa thì chúng ta sẽ đặt từ khóa ở vị trí là trên nhánh ạ. The third law is color. Và số 3, quy luật số 3 đó chính là về màu sắc. Các anh chị gõ giúp em nha. Số 3, màu sắc. We use color in our mind map because it gives us a very strong memory. Và trong sơ đồ tư duy thì mình sẽ phải có rất là nhiều màu sắc luôn, tại vì là nó sẽ làm cho não bộ của mình sẽ ghi nhớ được thông tin nhanh hơn, hiệu quả hơn. The fourth law is pictures. Và quy luật thứ tư đó chính là về hình ảnh. Các anh chị gọi giúp em nha. Số 4, hình ảnh. A picture is worth a thousand words. Dạ rồi, ở đây có anh chị nào biết đến cái chia sẻ rằng là một hình ảnh sẽ có đáng giá bằng 1.000 từ chưa ạ? Các anh chị gọi thêm giúp em nha. Một hình ảnh bằng 1.000 từ. And the fifth law is structure. Và cuối cùng, quy luật cuối cùng đó chính là về bố cục. Số 5, và các anh chị gọi thêm giúp em nha. Số 5, bố cục. How do we draw our mind map? Làm thế nào mà mình có thể phân tán, mình có thể vẽ các nhánh nó làm sao cho cái bài mind map của mình nó nhìn cho nó được hài hòa. Before we start, we need paper. Thì đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu mình cần phải có một tờ giấy. Which is the best way to draw a mind map? This way, portrait, or this way, landscape? Dạ, thì các anh chị nghĩ rằng là tờ giấy của mình nó nên đặt theo cái hướng nào thì mình có thể vẽ mind map một cách tốt nhất, theo chiều ngang hay là theo chiều dọc? Các anh chị comment cho em, các anh chị gõ câu trả lời cho em biết nha. The best way is to use your paper in landscape style. Và cách tốt nhất mà các anh chị có thể vẽ mind map của mình đó chính là đặt tờ giấy theo chiều ngang. It simply gives us more room to expand our ideas. Tại vì là khi ở chiều ngang thì sẽ giúp cho mình có được rất là nhiều không gian để mà mình có thể vẽ được sơ đồ tư duy của mình, và mình cũng sẽ có được những cái khoảng trống để mà mình có được thêm được nhiều ý tưởng hơn à. The other question is, what size paper do we use? Và câu hỏi tiếp theo là, vậy thì cái kích thước của tờ giấy mà chúng ta dùng để vẽ bao nhiêu là phù hợp? Obviously, if you have a bigger piece of paper, you can put more ideas. So we recommend A3 paper.
Và thì thật ra thầy Marek có chia sẻ rằng là nếu như mình có một cái tờ giấy càng bự thì nó càng tốt, tại vì mình sẽ có rất là nhiều cái không gian để mà mình vẽ ra được nhiều cái ý tưởng hình ảnh của mình. Nhưng mà nếu mà trong điều kiện mà mình không có cái tờ giấy khổ bự như A0 chẳng hạn, thì mình có thể lấy A3 hoặc là A4. If you can't find or get A3 paper, A4 is okay. Thì không sao hết, thì mình vẫn có thể vẽ trên A4 bình thường à. All right, so let's now have a look at the central image of our mind map. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hình ảnh trung tâm của mind map. Why do we use an image? Tại sao mà chúng ta cần phải có hình trung tâm vậy các anh chị? Why not use words like a mind map about history? Tại sao đó không phải là một cái chữ hay là một cái câu nào đó mà mình cần phải là vẽ ra một cái hình? Simple answer. A picture is worth a thousand words. Rất câu trả lời rất là đơn giản các anh chị ha. Thì mình hồi nãy thầy có chia sẻ rằng là một hình ảnh sẽ có đáng giá bằng 1.000 từ đúng không ạ? It stimulates your memory, your associations and your thoughts. Tại vì hình ảnh cũng sẽ giúp cho chúng ta kích thích được não bộ nè, sẽ giúp cho mình ghi nhớ được những thông tin nè và có thêm được nhiều cái ý tưởng sáng tạo hơn nữa. So we use a picture. Just think of our experiment. Và Banana. đây, dạ, hồi nãy thầy cho một cái thí nghiệm trò chơi vừa rồi, các anh chị có nhớ không ạ? Khi mà thầy nói cái từ chuối á. That explains it very, very clearly. Và trong cái trò chơi đó là giải thích cho các anh chị hiểu rằng là hình ảnh nó có tác dụng hiệu quả đến như thế nào. How large do we make our central image? Vậy thì kích thước của hình trung tâm bao nhiêu là hợp, bao nhiêu là chính xác cho một cái mind map à? Many people like to draw a large image. Có rất là nhiều bạn học sinh hoặc là những cái học viên sau khi học xong khóa học sau đầu tư như cái thầy Marek thì là đã thực hành và vẽ những cái mind map đó nó rất là lớn. This is a bad idea. Đây là một cái ý tưởng, một cái suy nghĩ thì nó cũng hơi không không đúng so với lại quy luật của sự thật tư duy. Having a large image reduces the room you have for ideas. Tại vì là nếu như các anh chị vẽ ra một cái hình trung tâm nó quá to thì là mình sẽ không có còn nhiều những cái chỗ trống khác để mà cho mình bổ sung thêm các nhánh hoặc là những cái ý tưởng khác. This is an A4 piece of paper. Như các anh chị có thể thấy rằng là trên tay của thầy Marek thì là một cái cuộn giấy kích thước cỡ A4. Your central image should be no bigger than the hole when you make this sign. Và khi mà các anh chị sử dụng giấy A4 để vẽ à, thì kích thước của hình trung tâm nó sẽ không có được to quá so với lại cái lỗ tròn khi mà mình làm biểu tượng ok à. If you're using A3 piece of paper, the size of a small fist. Dạ, và nếu như mà mình có một cái tờ giấy to hơn, mình vẽ trên giấy A3 thì lúc đó là kích thước của hình trung tâm nó sẽ không có được to quá bằng cái cú nắm đấm của mình. I use this to measure. Và thầy Marek có một cái công cụ để đo cái kích thước hình trung tâm của mình. I use a pencil and I draw a very light circle so I know what the correct size is. Yeah, thì Marek, you're sharing your screen so Stephen cannot see you. Okay. Yeah, vì trên tay của thầy Marek là có một cái công cụ, một cái thước để mà thầy có thể đo được cái kích thước của cái hình trung tâm của mình đó các anh chị. Dạ, đó là một cái thước hình tròn. When we have competitions, the size of the central image is very important, and we use things like this to measure
and see if the size is too big. Smaller is better than bigger. Và khi mà mình thước này để mà vẽ ra cái thước cho hình trung tâm nó được chính xác hơn, thì nếu như mà thí sinh nó vẽ cái hình cái thước hình trung tâm đó nó không đúng kích thước, nhưng mà trong trường hợp nó nhỏ hơn so với kích thước cho phép thì nó vẫn sẽ tốt hơn là to hơn. Let's now look at the five laws of mind mapping. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào luật đầu tiên của sơ đồ tư duy. Và từ cái nhánh cấp 2 trở đi thì mình sẽ không có còn vẽ những cái nét dày giống như là cái nhánh cấp 1 nữa. Thì lúc đó nó chỉ là những cái nhánh nó có nét đơn thôi à. The branches are curved. They are not straight. Và những cái nhánh này nó phải là những đường cong nha, nó không được là những đường thẳng. Our brain. Cấp 3 thì mình sẽ bắt đầu tỏa ra thêm nhiều những cái nhánh cong khác. The length of our branch is equal to the word. Và về chiều dài, về kích thước của nhánh thì mình cần phải lưu ý rằng là nó phải bằng với lại kích thước của cái từ khóa mà mình viết ở trên cái nhánh đó. If we have a very long branch and a very small word, this tells our brain the ideas are not connected. Và nếu như mà các anh chị có vẽ ra một cái nhánh nó rất là dài ôi là dài, nhưng mà cái kích thước của cái từ khóa đó nó chỉ rất là ngắn thôi, khi mà mình đặt lên trên cái từ khóa đó thì lúc đó não bộ của mình sẽ tiếp nhận cái thông tin đó và nó sẽ ghi nhận rằng là à, cái từ khóa và cái nhánh này là không hề có sự liên kết với nhau, không hề có sự kết nối với nhau. Cho nên là các anh chị gõ xuống giúp em nha, chiều dài nhánh bằng chiều dài của từ. Also make sure your branches at the end and the beginning are connected to the next branch. Và có một điều nữa các anh chị phải lưu ý rằng là khi mà mình vẽ những cái nhánh như vậy á, là mình phải đảm bảo làm sao cho mình có được cái điểm đầu và điểm cuối rõ ràng của các nhánh, tức là cái điểm kết thúc của nhánh này sẽ là điểm bắt đầu của cái nhánh tiếp theo. Again, our brain will see ideas not connected if there is a gap. Tại vì là nếu như mà những các nhánh đó nó không có được liên kết, nó không có được tiếp nối với nhau á, thì não bộ của mình sẽ ghi nhớ thông tin này là à, nó không, tại vì nó có khoảng cách cho nên là nó không có kết nối, nó không có liên kết với nhau. The next second law of mind maps is words. Và tiếp theo của sơ đồ tư duy đó chính là về từ khóa. Only one word per branch. Và các anh chị ghi nhớ rằng là ở quy luật này mình chỉ sử dụng một từ khóa cho một nhánh thôi ạ. This is so important. Điều này nó rất là quan trọng nha các anh chị. And this is something that most people do not do. Nhưng mà mặc dù nó rất là quan trọng á, nhưng mà vẫn sẽ có một số người không thể có đảm bảo được cái quy luật này của sơ đồ tư duy. One carefully chosen keyword per branch. Và khi mà mình lựa chọn từ khóa cho các nhánh á, mình phải có một cái sự lựa chọn lọc nó rất là kỹ càng để mà mình chọn cái từ nào nó đắt nhất, nó chính xác nhất để mà mình vẽ trên cái sơ đồ tư duy của mình. The size of our words are also important. Và tiếp theo nữa về kích thước của từ khóa cũng rất là quan trọng ạ. The first branch has the biggest words. Và các anh chị có thể thấy trên màn hình không ạ? Thì kích thước của từ khi mà ở cái nhánh cấp 1, ở nhánh chính là to nhất. They are the main heading. Tại vì nó là một cái ý chính. Nó là ý quan trọng nhất, cho nên là nó phải là to nhất. Các anh chị gọi giúp em nha. Kích thước nhánh cấp 1 to nhất. They should have flashing lights around them. Tại vì là nó là to nhất mà, đúng không? Cho nên là mình sẽ viết nó to nhất khắp cả mind map của mình. Cho nên là mình sẽ phân biệt được vào đâu là tiêu đề chính và đâu là tiêu đề phụ. The next branches are our subheadings. Và
ở cái nhánh cấp 2 thì nội dung của cái nhánh này nó sẽ là tiêu đề phụ, giống như là để mà bổ sung cho cái nhánh cấp 1 vậy đó. And then all other branches are smaller again, but all the other branches are the same. Và kích thước ở nhánh cấp 2 đó nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu so với kích thước của nhánh cấp 1. Nhưng mà từ các nhánh cấp 3 trở đi các anh chị thì lúc đó là kích thước của từ khóa đó nó sẽ nhỏ hơn và không đổi cho đến những cái nhánh tỏa ra tiếp theo. I use the example of a book. Dạ, và thầy Marek sẽ có một cái ví dụ, thầy sẽ ở trên màn hình đây có một cái quyển sách. Dạ. Our main heading is large. Ở đây thì như tiêu đề đấy các anh chị, thì như các anh chị thấy rằng là tựa đề lúc nào nó cũng là to nhất đúng không ạ? Our subheading is smaller. Và đi vào nội dung chi tiết bên trong á, thì tiêu đề phụ nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu nữa. And then all the other words are the ideas after the subheading. Và những cái mô tả này, những cái chi tiết ở bên trong quyển sách đó, thì là kích thước của các từ đó là nó không đổi, thì mình cũng sẽ áp dụng được những cái quy luật đó tương tự trong cái bài sơ đồ tư duy của mình. Because mind maps are radial, they expand out, we can't have normal headings. Tại vì là những cái quy luật của sơ đồ tư duy, các nhánh nó tỏa ra giống như là bức xạ ra, thì tỏa ra từ nhiều hướng á, cho nên là cái kích thước của các từ nó không có được giống nhau, nó phải phân theo tầng lớp, là kích thước to nhất, to nhì và là nhỏ dần. This is why in mind maps we show the importance of headings to by changing the size of the words. Dạ, thì như thầy Marek đã chia sẻ rằng là quy luật của sơ đồ tư duy là về kích thước của các từ khóa, thì là mình sẽ có bao nhiêu kích thước của từ khóa, các anh chị có thể comment xuống giúp em được không ạ? This is so important that I've got some examples to show you. Và đây tiếp theo sẽ là một cái chia sẻ rất là quan trọng mà thầy sẽ cho các anh chị thấy ạ.